Tấn Phước và Anh Thơ xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 10, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cứu bệnh nhân bị biến chứng do sốt xuất huyết. Hương án chùa Keo là bảo vật quốc gia. Hội An xây dựng thành phố không tiêu thụ thịt chó mèo. Phát triển đặc sản nem Lai Dung. Xe tải chạy lùi, cán một người tử vong. Triệt xóa 3 đường dây lô đề lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Cảm phục trước đam mê và nghị lực của cô gái khiếm thị ở Hà Nội. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Mưa lớn kéo dài trong những ngày qua trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khiến nhiều nơi bị ngập lụt, chia cắt, nhiều diện tích lúa qua màu bị ngập úng, hư hại. Để giúp giảm thiểu thiệt hại đối với các diện tích lúa và qua màu đã đến kỳ thu hoạch, tỉnh đoàn Thanh Hóa đã huy động lực lượng về các địa phương hỗ trợ người dân trong khâu thu hoạch. Tại vùng rốn lũ Nông Cống của tỉnh Thanh Hóa, mưa lớn những ngày qua đã khiến hơn 76 hectare lúa bị ngập úng, làm hư hỏng hệ thống kênh tiêu thoát nước nội đồng. Do đó, ngay khi nước lũ đang rút dần, đoàn viên thanh niên huyện Nông Cống đã phối hợp với các lực lượng khác hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại. Còn tại huyện miền núi Như Thanh, mưa lớn kéo dài đã gây thiệt hại cho hệ thống cơ sở hạ tầng, gây cô lập một số khu vực. Huyện đoàn Như Thanh đã triển khai nhiều đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả mưa lũ. Theo thống kê, đợt mưa lũ vừa qua tại Thanh Hóa đã khiến gần 200 hộ dân bị ngập sâu, gần 1.700 hectare lúa sắp thu hoạch bị ngập úng. Hiện các địa phương đang nỗ lực tiêu thoát nước, khôi phục lại hệ thống kênh để cứu lúa. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4, đến thời điểm này một số địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn bị ngập trong nước lũ. Tại những vùng lũ đã rút, công tác khắc phục hậu quả xử lý môi trường đang được lực lượng công an khẩn trương triển khai nhằm giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh liên tiếp xảy ra những trận mưa lớn, cùng với nước từ thượng nguồn các sông đổ về, dẫn đến ngập cục bộ, gây nhiều thiệt hại. Với phương châm nước rút đến đâu, khắc phục tới đó, công an huyện Hương Sơn đã huy động lực lượng cùng với người dân sớm khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Công an các xã thị trấn là ứng trực 100% quân số và triển khai các biện pháp phòng chống lũ bão, đặc biệt là đảm bảo an toàn cho người dân. Lãnh đạo công an huyện đã chỉ đạo các lực lượng là giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ, đặc biệt là để phối hợp với các cơ quan đơn vị trường học là thu dọn bùn đất này, rồi là khắc phục hậu quả cho lũ gây ra để cho các cơ quan trường học là sớm trở lại. Ngay sau khi mưa tạnh, nước rút dần, công an huyện Hương Sơn đã huy động gần 200 cán bộ chiến sĩ khẩn trương xuống các địa bàn, phối hợp với chính quyền địa phương và các đoàn thể tổng vệ sinh, thu dọn bùn đất, khử khuẩn tại các trường học, trạm y tế, các trụ sở cơ quan đóng trên địa bàn và đặc biệt là huy động lực lượng kịp thời hỗ trợ các gia đình bị ngập sâu. Trên lĩnh vực y tế, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa can thiệp nút mạch thành công cứu nữ bệnh nhân bị sốt xuất huyết có xuất huyết động mạch tự phát rất hiếm gặp. Bệnh nhân là chị NTKY, 33 tuổi ở An Giang. Trước đó bệnh nhân bị sốt cao nhiều ngày, kèm đau bụng âm ỉ vùng hông nên nhập viện. Bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết, có xuất huyết trong thành cơ bụng bên trái, biến chứng viêm gan cấp nên chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ. Tại đây các bác sĩ đã nhanh chóng xử lý, đặc biệt là bệnh nhân phải truyền máu và can thiệp cấp cứu nút mạch cầm máu 2 lần. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, tiếp xúc tốt, sinh tồn ổn định và tiếp tục được chăm sóc, điều trị tại khoa bệnh nhiệt đới. Theo các bác sĩ, sốt xuất huyết dengue, biến chứng xuất huyết cần được đặc biệt chú ý và cần được can thiệp cấp cứu kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Chùa Keo ở xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình đã khai mạc lễ hội Chùa Keo mùa thu năm 2022 và công bố quyết định hương án Chùa Keo là bảo vật quốc gia. Hương án Chùa Keo là tác phẩm nghệ thuật độc đáo, chứa đựng giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật và kỹ thuật chạm khắc trên loại hình đồ thờ làm bằng gỗ thời Lê Trung Hưng, thế kỷ 17. Hiện đang được bảo quản nguyên vẹn tại chùa.
Đây cũng là hương án lớn nhất tại nước ta hiện nay, với trên 1.000 quả tiết được chạm khắc tinh xảo, bố cục chặt chẽ. Hàng năm, chùa Keo có hai mùa lễ hội, trong đó lễ hội mùa thu là lễ hội chính được tổ chức vào tháng 9 âm lịch. Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay lễ hội chùa Keo mùa thu được tổ chức với nhiều hoạt động, nghi lễ trang nghiêm như lễ khai chỉ, lễ rước kiệu và nhiều hoạt động văn hóa dân gian độc đáo khác. Lễ hội sẽ diễn ra đến hết ngày 10 tháng 10, tức ngày 15 tháng 9 âm lịch. Còn tại Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ dự án xây dựng Hội An thành thành phố du lịch thân thiện, không tiêu thụ thịt chó, mèo. Đây cũng là thành phố đầu tiên của nước ta có thỏa thuận nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó, mèo. Dự án được thực hiện từ nay đến cuối năm 2023 với nhiều hoạt động như tuyên truyền về việc tiêm phòng và chăm sóc chó, mèo tại các cơ sở thú y, khuyến khích người dân tiêm phòng bệnh dại và không ăn thịt chó, mèo. Bên cạnh đó, dự án còn hỗ trợ tài chính và kỹ thuật tiêm vaccine phòng bệnh dại cho chó, mèo, giám sát và thực thi các quy định liên quan đến tiêu thụ thịt chó, mèo tại nhà hàng, lò mổ trong khu vực phố cổ Hội An, cũng như hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở kinh doanh thịt các loài động vật này. Được hình thành và phát triển hơn 60 năm qua, nem lai dung, một đặc sản của tỉnh Đồng Tháp, đã chứng minh được sức hấp dẫn của mình và vinh dự nằm trong top 50 đặc sản Việt Nam. Để tiếp tục giữ vững thương hiệu và phát triển sản phẩm nem lai dung, địa phương đang đề ra nhiều giải pháp trong thời gian tới. Thực hiện nhãn hiệu chứng nhận nem lai dung, đăng ký và áp dụng mã số mã vạch trên tem sản phẩm là các giải pháp được ngành chuyên môn giới thiệu tại hội thảo nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm nem lai dung để sản phẩm có thể đi xa hơn. Mai mốt chắc cơ sở phải đi đến những quán ăn rồi những cái địa điểm mà tham quan của huyện mình rồi với những địa điểm tham quan của lân cận của tỉnh Đồng Tháp. Sẽ làm một cái nơi để cho khách đi qua, người ta ghé, người ta nghỉ ngơi, rồi người ta sẽ gói, trải nghiệm, gói thử chiếc nem, rồi người ta tự tay người ta gói chiếc nem, người ta mang về để cho lấy kỷ niệm và ăn thử cái món nem của mình mà chính tay của người ta gói, thấy cảm thấy người ta vui hơn. Hàng năm thì mình cũng có một trưng bày mùa nem nhưng mà chỉ là số lượng ít thôi. Rồi, nhưng mà theo như hội nghị mình đã có cái ý tưởng là mình sẽ mở một cái quầy mà lấy đem những cái đặc trưng của nem của huyện Lai Dung mình về, mình sẽ trưng bày đầy đủ hết. Toàn huyện Lai Dung hiện có 11 cơ sở sản xuất nem được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận nem Lai Dung do Cục Sở hữu Trí tuệ cấp. Huyện cũng đang khuyến khích các cơ sở nem nghiên cứu khôi phục lại việc gói nem bằng lá dông non, bên ngoài là lá chuối và buộc bằng dây chuối, hạn chế việc sử dụng ni lông trong gói nem. Sẽ có những cái định hướng cho các cái cơ sở, rồi mời họ đi tham quan, học tập nơi này nơi khác để mà chúng ta thấy được những việc làm của những nơi khác về chúng ta học hỏi, là chúng ta phải kết nối trong vấn đề tham quan du lịch với các cái điểm lân cận, ví dụ như là thành phố Sa Đéc, rồi Sài Gòn, rồi các cái công ty du lịch để mà giới thiệu những cái sản phẩm của Lai Vương, để sao cho là du khách các cái nơi người ta sẽ tìm đến mình nhiều hơn. Để sản phẩm nem Lai Dung tiếp tục phát triển và vươn xa hơn nữa, địa phương và các cơ sở sản xuất đang từng bước nâng cao chất lượng mẫu mã và xây dựng chiến lược lâu dài trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu. Liên tục chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau đây. Xe tải chạy lùi cán một người tử vong. Triệt xóa 3 đường dây lô đề lớn, thu giữ hàng trăm triệu đồng. Cảm phục trước đam mê và nghị lực của cô gái khiếm thị ở Hà Nội. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Theo thông tin chúng tôi nhận được, tại tỉnh Vĩnh Long, vào khoảng 10 giờ 20 phút sáng nay, tại công trình xây dựng Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao thị xã Bình Minh, đã xảy ra một vụ tai nạn lao động làm một người tử vong. Vụ tai nạn sập giàn giáo xảy ra trong lúc công nhân đang thi công đổ sàn bê tông tại gói thầu số 3, hạng mục xây dựng nhà đa năng và khu vui chơi. Tai nạn đã làm một công nhân rơi từ trên cao xuống. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nhưng không qua khỏi. Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã Bình Minh đã đến hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn cứu hộ và khắc phục hậu quả.
Chủ đầu tư đã tích cực phối hợp với các đơn vị, cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và có biện pháp khắc phục sự cố. Trên lĩnh vực giao thông, một người phụ nữ đi bộ trên đường đã bị xe tải đang lùi cán tử vong vào khoảng 9 giờ 30 phút trưa nay tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm trên, người phụ nữ xách theo bao da chai đang đi bộ trên đường, thì lúc này một xe tải đang lùi nhưng không có phụ xe hướng dẫn tài xế. Do vị trí người phụ nữ rơi vào điểm mù, tài xế không phát hiện có người phía sau nên tiếp tục lùi xe và cán trúng người phụ nữ khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Tại Đồng Nai, hôm nay Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vừa bắt giữ 3 phương tiện khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông Đồng Nai. Thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 45 phút rạng sáng nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đồng Nai tổ chức tuần tra tại khu vực Dàm Bà Chèo trên sông Đồng Nai, đoạn thuộc xã Tam An, huyện Long Thành. Quá trình kiểm tra phát hiện 2 tàu gỗ đang bơm hút cát trái phép từ sông lên một tàu gỗ khác. Trên 2 tàu này được trang bị hệ thống bơm hút công suất lớn. Khi tổ công tác áp sát tiếp cận 2 tàu để kiểm tra, nhóm người trên tàu liền đánh chìm tàu rồi nhảy xuống sông bỏ trốn. Sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã trục vớt thành công 2 tàu bơm hút cát trên và bàn giao cho trạm cảnh sát đường thủy Long Hưng tạm giữ để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định. Cũng trong hôm nay, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt xóa 3 đường dây lô đề trên địa bàn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ hàng trăm triệu đồng tiền mặt. Quá trình bắt giữ, khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ hơn 550 triệu đồng, 32 điện thoại di động, một két sắt cùng nhiều tang vật khác có liên quan. Các đối tượng này đánh bạc qua điện thoại, việc chung chi tiền thắng thua được chuyển khoản và thường xóa dữ liệu sau khi thực hiện nên gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra. Hiện công an huyện Thạch Hà đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 17 bị can, ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng cầm đầu và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định. Liên quan đến nạn trộm cắp, công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đang lấy lời khai Nguyễn Minh Tùng, 58 tuổi để điều tra. Người này là nghi phạm trong vụ trộm cắp xảy ra tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, huyện Hóc Môn. Theo điều tra, khoảng 13 giờ ngày 27 tháng 9, một người đàn ông đi xe máy dừng trước cửa hàng nệm trên đường Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn, rồi đi bộ vào bên trong, tới khu vực quầy thu ngân, lấy đi một điện thoại và ví tiền của nhân viên rồi tẩu thoát. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Nguyễn Minh Tùng thừa nhận đã lấy trộm các tài sản nói trên rồi mang đi bán lấy tiền tiêu xài. Người này cũng hay chạy xe máy ở nhiều địa bàn tại thành phố Hồ Chí Minh tìm sơ hở để trộm cắp. Công an huyện Hóc Môn cho biết Nguyễn Minh Tùng có 2 tiền án về tội trộm cắp và cướp giật tài sản. Qua đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân các địa điểm kinh doanh buôn bán nên cẩn thận, chủ động bảo vệ tài sản, đề phòng kẻ gian trộm cắp. Từ khi chào đời, đôi mắt của chị Khương Thị Bích Hằng ở thành phố Hà Nội đã chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. Trước muôn vàn trở ngại thử thách, nhưng mà bằng niềm đam mê và nghị lực của bản thân, chị đã trở thành một người truyền cảm hứng, tiếp thêm niềm tin động lực cho bao em nhỏ có hoàn cảnh giống mình. Hãy cùng Người Đưa Tin 24 giờ gặp gỡ cô gái giàu nghị lực này nhé. Trong lớp học nhỏ trên con phố Lạc Trung, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, giọng nói ấm áp của chị Bích Hằng vang lên theo từng bài giảng. Đây là lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho trẻ em khiếm thị. Từng cảm thấy tự ti, nhưng rồi chị đã nỗ lực vượt qua và tìm thấy cánh cửa cuộc đời mình nhờ tiếng Anh. Hiện chị đã tốt nghiệp chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tiếng Anh đã mở ra cho tôi rất là nhiều cơ hội. Thứ nhất là về cơ hội việc làm và thứ hai là cơ hội được giúp đỡ mọi người. Nhờ có tiếng Anh mà bây giờ tôi có thể trải nghiệm các công việc ví dụ như là bên phiên dịch này, và ngoài ra tôi có thể giúp đỡ được những bạn học sinh khiếm thị cùng cảnh với mình. Ngoài ra thì tôi có thể dạy tiếng Anh giao lưu với các bạn bè trên thế giới, và tôi cũng được tham gia rất là nhiều khóa học, rất là nhiều những khóa tập huấn dành cho những người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng của các nước. Tự mở cánh cửa cuộc đời mình bằng niềm đam mê ngoại ngữ nên chị Bích Hằng mở lớp tiếng Anh miễn phí để dạy kiến thức cũng như truyền động lực giúp các em nhỏ có hoàn cảnh giống mình có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Và thông điệp tôi muốn gửi tới mọi người đó là khuyết tật chỉ là bất tiện chứ không hề bất hạnh.
Nếu như các bạn muốn tìm kiếm một cơ hội, các bạn muốn trải nghiệm thì hãy mạnh dạn. Nếu như bạn đam mê một lĩnh vực gì đó thì bạn hãy thử và hãy dành hết đam mê và dành hết tâm huyết của mình cho những cái mục tiêu mà mình đã đặt ra. Và tôi tin rằng là với sự cố gắng nỗ lực hết mình thì chắc chắn là các bạn sẽ đạt được một kết quả như mong muốn. Với sự nỗ lực, cố gắng và thành công, Khương Thị Bích Hằng đã trở thành người truyền cảm hứng cho nhiều trẻ em khiếm thị. Đến đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.